đó đó đó, quanh đầu phải không? Quanh từ từ nha. Sao đâu? Em mà đứng đó em cũng đỡ không kịp. Hít quanh là nó quanh, là nó không coi. Thắng được ghê. Thường chi à, giờ đi luôn hả? Đi cho nó chạy nó luôn đi, ở đầu đường ha, có qua đường. Sợ. Ôi khoáng gì mơ. Xưa anh vậy mẹ em bắt dắt đi khoáng đó. Nhiều anh nhiều nó ít mớn đi. Trời. Ta đi vô da liễu nữa hết. Cũng sức cũng tiếng không mà. Chưa. Tiếng. Cái cây bên kia là màu gì mà giờ nó bạc hay màu trắng luôn ta? Đây hả? Theo cái bên cái đạo đó màu hồng á. À màu hồng nó thành màu trắng à. Má nó kêu. Đi lẹ đi sớm nha. Đó. Cái thằng đi đâu? Thôi em đi. Áo nó công nực. Mà áo nó công nực. Đi,
Thôi đi. Thôi đi đi. Đi chơi. Chơi gì? Tập thể dục đi. Có ai đâu biết. Thôi lên nó chặt rồi cho bà làm nè. Đi. Thì em nhắc đi đi mà. Đi con. Dạ. Ở thêm cho mình nhắc đi. Mang tiền heo nha, mang hờ. Không có lấy tiền. Thì hờ chứ trời ơi. Đi. Ai biết được. Để xe không? Đó. Đi. Cắt xe hả? Đi con. Đi không? Thôi bám đi. Không ra một hồi hát thôi. Ăn mặc vậy mà đi với trời. Tối nay hát ra về mừng quá. Cơm xin lên. Rồi mang trước, lúc vợ về.